112 với giá là 22 triệu đồng. Nếu quý vị nào chốt đơn trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được tặng 2 triệu đồng, chỉ còn có 20 triệu. Và nếu như tất cả quý vị lấy cấu hình mà ngày hôm nay chúng tôi demo thực hiện tại vườn sau Củ Chi thì sẽ được tặng thêm 1 triệu đồng nữa, chỉ còn có 19 triệu đồng thôi. Và đối với hai cặp xúc đôi N2125 với giá là 28 triệu đồng, nếu như quý khách hàng nào chúng ta chốt đơn trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được tặng 2 triệu. Và cũng như vậy, đến lượt tất cả quý vị chúng ta lấy cặp xúc mà được thực hiện trong chương trình demo ngày hôm nay thì sẽ được tặng thêm 1 triệu đồng nữa, là chỉ còn có 25 triệu đồng thôi. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cấu hình hai cặp hỏa tiễn N2112 và hai cặp xúc đôi N2125 đến từ Trung Nhân Audio Đồng Tháp.